Sáng nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong 22 ngày của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, quyết định kế hoạch năm 2024, trong đó có phương án cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác. Đối với hoạt động giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm.